là bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống và tiếp phu nhân đại sứ Pháp 1973, còn khách phu nhân Tổng thống. Đây là phòng khách của phu nhân Tổng thống để tiếp khách. Khá là đẹp luôn. Đây phía bên ngoài sân thượng là chiếc máy bay của Tổng thống. Mình cũng nghe kể là cho cái chỗ sân bay này là lúc mà quân đánh vào là nó thả bom xuống dưới ngay cái sân thượng của chiếc máy bay luôn. Đó. Thả xuống ngay đây luôn. Đây là chiếc máy bay trực thăng số 445. Đó, của tôi cũng thiệu nè. Đây là bắt đầu lên phía trên lầu nè. Dạ, công viên phía trước. Máy lên là tầng trên luôn đó. Công viên phía trong. Đây là chiếc máy trực thăng của Tống Thiệu nè, của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng thì cũng từng thả bom lên trên cái chỗ cái sân thượng chiếc máy bay nè. Đây là khung cảnh ở phía trước đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhìn từ trên dinh Độc Lập nhìn xuống nó cũng khá là đẹp luôn. Một con đường rất là lớn và đẹp, ở đây từ trên nhìn xuống là thấy là toàn cảnh luôn. Khuôn xe chạy thì tấp nập, khuôn viên rộng rãi, nó cũng khá là lớn nha. Đây là dinh Độc Lập, nơi ở của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là phòng chiếu phim xưa này. Máy móc xưa để chiếu phim. Cái máy này cổ lắm rồi. Chưa, chiếc này mới có chừng 7-80 năm, chưa cổ. Cái hiệu rồi. Đây ở trên lầu, bây giờ bắt đầu đi xuống tầng hầm. Tầng trên lầu là nó có cái đường cầu thang đi xuống dưới, thẳng xuống tầng tầng hầm luôn. Ở đây là nơi tầng hầm của Tổng thống dân Nguyễn Thiệu ở dưới đây nha. Ở dưới đây làm việc rồi luôn. Ở đây được thiết kế rất là chắc chắn nha. Ở đây có phòng họp rồi và nhà ăn, có phòng tập bắn súng rồi luôn, đầy đủ hết, phòng giải trí nữa. Đó, còn đây là quân số đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, có Mỹ là cũng khá là nhiều. Đây là tổng cộng là quân số là 604.481.
Đây là tổng quân số của các nước hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa xưa nha. Nơi khác cái gì? Đây là mấy cái phòng để ngồi làm việc nè, điện thoại luôn. Là phòng điều chỉnh công điện. Đây là phía dưới tầng hầm. Đây phòng rất nhiều máy móc điện đài, rất là nhiều luôn. Đây là khu phòng bếp tổng thống xưa nè, xưa cái bếp ga nè, đây bếp ga xưa nè. Đây là bếp nướng điện có hút luôn. Cái này hình như là ta nấu ăn rồi vậy ta, và chế được rồi. Rất nhiều máy móc ở đây là chỗ nấu, cái nắp cái chảo cái nồi nó lớn. Xe Jeep M151A2 này là phiên bản của xe Jeep của đưa tổng thống Dương Văn Minh sang đài phát thanh Sài Gòn đọc tuyên ngôn đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Đây chiếc xe Jeep số hiệu là 15770. BN200W110 này được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào những thập kỷ 60. Trong những xe tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng, đây là chiến lợi phẩm trung đoàn 48 sư đoàn 390 trung đoàn 1 quân giải phóng. Chiếc xe VN1378 Mercedes. Này cũng cổ à. Ở đây là cái đuôi phía sau rồi. Hoa nè, khá đẹp luôn. Ở đây là phi dưới sào của Vinh.